5 chiếc bánh. Kính chào quý ông bà anh chị em. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, áp lễ Giáng sinh, hàng trăm linh mục tu sĩ đã về đan viện Thiên An Huế để tiễn biệt một linh mục trẻ Việt Nam bị sát hại bằng chất độc. Sự ra đi của đan sĩ linh mục Anton Nguyễn Huyền Đức là mất mát lớn cho đan viện. Nhiều người cảm thấy xót xa thêm khi cha đi trong nước mắt, về trong nước mắt. Bên cạnh đó, không ít người đưa ra câu hỏi cho đan viện Thiên An về cái mất của cha Anton Nguyễn Huyền Đức. Vì tình yêu với đan viện Thiên An mà 5 năm cha Anton Nguyễn Huyền Đức phải sống với bệnh tật bởi chất độc phá ra, cô đơn đến cuối đời, mất không một người thân bên cạnh. Cha là nguyên bề trên đan viện Thiên An, cái mất của ngài còn rất nhiều uẩn khúc. Trước khi mất, cha Anton Nguyễn Huyền Đức có để lại một bức tâm thư xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha. Thánh lễ tiễn biệt đan sĩ linh mục Anton Nguyễn Huyền Đức vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2022 do đan viện phụ Luigi Gonzaga cử hành thay vì Đức Tổng Giám mục Giuse như chương trình đã dự tính, và cha Simon Hòa từ đan viện Thiên Bình chia sẻ sau bài tin mừng kể lại cái mất của Chúa Giêsu trên thập giá sau khi nói lời ta khác. Mở đầu bài chia sẻ, cha Simon Hòa đã rào trước đón sau. Ngài nói, trước hết, khí lạnh của Huế làm con rung lên, và hơn nữa, vì Đức Tổng không đến nên con bị bắt cóc, chia sẻ ngay trước giờ cử hành, nên có gì không phải, xin cộng đoàn thứ lỗi. Tuy nhiên, Ngài đã khéo léo so sánh cái khác của Chúa Giêsu khi xuống thế làm người và khát vọng của cha Anton khi vào đan viện Thiên An. Mình xin ghi lại vài ý tưởng để chia sẻ với các bạn. Cái khác của Chúa Giêsu là muốn cho mọi người được làm con Chúa và khao khát cho mọi người được sống bình an. Nhưng rồi Ngài đã phải trả giá và bị người ta treo lên thập giá, chịu chết ngoài thành Jerusalem lúc mới 33 tuổi. Người ta cứ tưởng cái mất Chúa Giêsu thì giải quyết im xuôi mọi việc, kẻ hại không còn gì phải lo lắng. Nhưng không phải thế, vì Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ tiếp tục sứ mạng mở mang nước trời. Cha Anton tiếp tục khát vọng của Chúa Giêsu. Khi vào đan viện, khát vọng của cha Anton là để sống cho Chúa và cho anh em. Khát mong của Ngài là mang lại sự bình an, mang lại hạnh phúc cho cộng đoàn trong đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và làm việc. Chỉ thế thôi, vì cái khát vọng đó nên Ngài cũng như Chúa Giêsu phải trả giá, và trả giá bằng cái chết như Chúa Giêsu. Có thể nhiều người trong chúng ta thấy cái chết của Ngài cũng là bình thường thôi, nhưng không phải thế. Có thời gian Ngài được đi học ở nước ngoài rồi về lại Việt Nam. Ngài làm giám quản khi viện phụ Stefan về hưu. Khi làm bề trên giám quản, khát vọng của Ngài là muốn cho đan viện có một môi trường sống bình an như mục đích của Thánh Tổ Phụ Biển Đức, nên Ngài tìm mọi cách xoay bên này sở bên kia, mà vì thế nhiều lúc Ngài phải chịu thiệt thòi. Và cũng vì sự khao khát đó, Ngài đã phải trả giá cho sự chống đối cả bên trong lẫn bên ngoài, để rồi Ngài phải sống lưu vong. Dù được anh em bầu làm viện phụ, nhưng không được trở về và mất ngoài đan viện lúc mới 50 tuổi. Như vậy, cái mất của cha Anton một cách nào đó cũng như cái chết của Chúa Giêsu, mất trong cô đơn, mất trong tức tưởi, mất không có anh em bên cạnh, mất ngoài thành, mất ngoài đan viện. Chúng ta quay quần chung quanh đây để cầu nguyện cho cha Anton với những tâm tình khác nhau, nhưng với một niềm xác tín rằng Chúa không để cho cha Anton phải chết, vì Chúa nói, khi nào ta bị treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi sự về với ta. Xin Chúa kéo cha Anton về với Chúa. Chúa đã kéo cha Anton vào trong đan viện này. Chúa đã kéo cha Anton vào trong khát vọng của Chúa, và Chúa cũng đã kéo cha Anton vào trong cuộc khổ nạn của Chúa. Thì xin Chúa cũng kéo cha Anton vào nơi mà Chúa ở đâu, thì cha Anton cũng được ở đó với Chúa. Amen.